Xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tiếng piano rất là độc lạ trên cái đàn organ của mình SV-800 nha. Xin mời các bạn cùng xem nha. Các bạn thấy nó hay không? Rất là lạ đúng không? Mình mở nhạc các bạn nghe thử nha. Thật ra thì đây là cái cách mà mình sử dụng hiệu ứng cho âm sắc. Nếu các bạn sử dụng với những âm sắc như là đàn tranh, đàn kìm, đàn tỳ bà vân 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 thì nó rất là hay. Nhưng mà mình cố tình là mình lấy một mình tiếng piano thôi cho các bạn thấy cái sự lạ cũng như là cái sự phong phú của chức năng trên đàn organ Kutman SV-800. Để sử dụng tính năng này các bạn lưu ý cho mình đó là các bạn mở cho mình cái phần pad này lên ha. Ở dưới này có phần effect nè. Thì các bạn mở đèn sáng cái phần pad lên cho mình, sáng lên như thế này. Còn để tùy chỉnh làm sao ra được những cái hiệu ứng như mình thì các bạn làm cho mình như thế này. Các bạn bấm chữ shortcut rồi nhấn chữ pad một lần nữa. Rồi nó sẽ hiện ra. Ở đây có rất nhiều hiệu ứng các bạn lưu ý cho mình. Đó là có chữ harmony. Harmony là gì? Harmony là hòa âm. Có nghĩa là khi các bạn chơi tay phải, bên tay trái có hợp âm thì tay phải nó sẽ nhận diện những nốt thiếu của hợp âm đó, nó sẽ bè thêm cho các bạn. Ví dụ như duet sẽ là hai tiếng ha. Ví dụ mình chơi la thứ, các bạn đàn nốt la, nó sẽ thêm một nốt lại của la thứ. Country duet thì cũng một kiểu khác của tiếng đôi thôi. Rock duet cũng vậy. Trio là ba âm lận. Country trio cũng là ba mà ba kiểu khác ha. Echo là cái âm vang vòng vòng lại giống như các bạn hát karaoke đó. Ví dụ 12 ha. Tremolo là kiểu như reo âm thanh đó các bạn. Một nốt nhưng nó reo rất là nhiều. Ví dụ như tremolo 32 thì nó vang rất là nhanh luôn. Số 8 thì nó tremolo chậm lại. Trill là lấy hai nốt, ví dụ như 32, lấy rất là nhanh ha. Trill 12 thì ít hơn, chậm hơn. Đó, các bạn thấy rất là hay. Các bạn thấy khi mình đàn rất là mạnh. Đó là lý do mình đưa cái phần tuk limit này lên rất là cao. Mình cố tình ha. Thường thường thì khi các bạn đưa vô thì mặc định của đàn nó rất là thấp. Nó như thế này nè. Các bạn chỉ cần đàn nhẹ là được rồi. Nhưng mà mình cố tình đưa lên tại vì sao? Đôi khi những cái câu đàn của mình á, lúc nào nó cũng như thế này, nó rất là ồn. Khi nào mình muốn có cái hiệu ứng thì mình đàn mạnh hơn một chút là được ha. Vậy thành ra mình đưa lên cao. Càng cao thì đòi hỏi lực đàn càng mạnh nó mới ra được cái hiệu ứng đó nha. Ví dụ này. Các bạn tùy vào lực tay các bạn ha. Các bạn cứ đưa xuống đi lên tùy các bạn. Còn cái phần ratio này là gì? Là cái phần tỷ lệ. Có nghĩa là tỷ lệ của cái phần bè. Khi các bạn đàn thì sẽ có một cái âm sắc chính. Cái âm cao độ chính của các bạn. Như là các bạn đàn nốt la đi. Thì la chính là nốt chính. Còn những nốt còn lại gọi là nốt bè, nốt phụ. Thì đây là tỷ lệ ha. Nếu các bạn để 100% thì những cái nốt phụ nó sẽ ngang bằng cái nốt chính của các bạn luôn. Để mình chọn một cái nào đó nó rõ hơn cho các bạn dễ nghe, dễ hình dung nha. Ví dụ mình chọn là
tremolo đi. Rồi các bạn coi nha. Mình đang để 100% nó sẽ ngang nhau luôn nè. Các bạn nghe nó bằng nhau nha. Mình hạ xuống 55 thì cái phần kia nó sẽ nhỏ bằng một nửa thôi. Hạ xuống nữa, càng nhỏ nữa. À, rất nhỏ luôn. Đó. Sau khi các bạn đã tùy chỉnh được cái hiệu ứng cũng như là cái mức độ cảm lực nè, cũng như là cái phần tỷ lệ được rồi thì các bạn lưu lại để lần sau sử dụng thôi. Ví dụ như mình đã lưu lại nè, số 1 nè. Số 2 nè. Số 3. Số 4. Các bạn thấy rất là hay ha. Rồi mình sẽ nói nhanh một lần nữa nha. Các bạn mở cho mình cái phần pad cho nó sáng lên. Bấm shortcut, nhấn pad để mình tùy chỉnh. Ở phần này các bạn chọn ha, harmony là để có phần hòa thêm nốt á, cho nó hợp với hợp âm. Echo cho nó vọng lại. Tremolo cho nó reo nốt. Trio để nó luyến lấy. Tuk limit để các bạn chỉnh rằng đàn mạnh nó mới ra cái hiệu ứng như vậy hay là đàn nhẹ là được rồi. Ray tio là cái phần tỷ lệ những cái nốt thêm vào nó sẽ to ngang bằng với âm chính hay là nó sẽ nhỏ thôi. Sau khi chỉnh xong các bạn nhớ lưu lại nha để mình sử dụng lần sau. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng video này. Nếu các bạn cảm tình với kênh của mình cũng như là thiện cảm với cái đàn organ Goodman SV800 thì có thể liên hệ với mình theo hai số điện thoại trên màn hình. Mọi thắc mắc cũng như đóng góp các bạn có thể để lại bình luận cũng như là liên hệ với mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại trong video lần sau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no fear.